ai đã một lần về thăm Tây Ninh đều biết Tây Ninh xưa nổi tiếng với những cánh đồng lúa bạc ngàn, nhiều địa danh và thắng cảnh du lịch say đắm lòng người như núi Bà Đen, lòng hồ Dầu Tiếng, tòa thánh Cao Đài. Tây Ninh, những vườn cao su xanh ngát, vườn cây ăn trái bốn mùa xung xuê, đặc trưng của miền Đông Nam Bộ sung túc và trù phú, bên dòng sông Dàm Cỏ Đông nồng nàn phù sa. Người Tây Ninh rất mến khách, thân thiện, ấm áp tình người. Cũng chính những con người Tây Ninh đó đã làm ra rất nhiều món ngon đặc sản một vùng miền: bánh tráng phơi sương, muối ớt tôm đặc sản, bánh canh Trảng Bàng. Mà chỉ có ở Tây Ninh ta mới cảm nhận được cái vị ngon của nó. Một khi đã ăn rồi thì khó lòng mà quên được. Ai về Tây Ninh, vùng đất quê tôi, tòa thánh Tây Ninh hoành tráng huy hoàng, có núi Bà Đen uy linh ngự trấn, có Dàm Cỏ Đông bàn bạc du vàng. Rồi dịp nào bác cháu đến sẽ gặp lại nhau. Vâng, vâng, cháu chào bác. Vâng, đây là đấy, ông chủ. Người Hoa ta phải gặp nhau ở đâu cũng phải như vậy. Chào ông chủ nhé. Chào anh em tôi. Năm tới gặp. Vâng, năm tới lại gặp. Chưa biết được mộ tới đây đến thế. Chào chú. Tây Ninh là một tỉnh ở Đông Nam Bộ Việt Nam, phía Tây và Tây Bắc giáp với Vương quốc Campuchia, phía Đông giáp với tỉnh Bình Dương và Bình Phước, phía Nam giáp thành phố Sài Gòn và tỉnh Long An. Tây Ninh ngày nay đã có nhiều đổi thay về quy hoạch và diện mạo kiến trúc đô thị. Nhiều đường phố được mở mang lộ giới, giao thông đi lại thuận lợi. Tây Ninh là một trong các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm ở phía Nam, có đường xuyên Á đi qua, nối liền với thành phố Sài Gòn và Campuchia thông qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Với những địa thế thuận lợi như vậy đã mở ra cho Tây Ninh cơ hội và nhiều tiềm năng về mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế thương mại. Các công trình kiến trúc hai bên được xây dựng có quy củ, đẹp. Một số khu đô thị mới hình thành với các cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ. Một số khu phố thương mại, dịch vụ buôn bán sầm uất. Cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng, việc xây dựng một khu du lịch văn hóa để phục vụ đời sống tinh thần của người dân trở thành một việc thiết yếu, phù hợp với chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ đây, dự án xây dựng khu du lịch Long Điền Sơn thành hiện thực, các hạng mục công trình lần lượt được xây dựng. Nằm cách trung tâm thị xã Tây Ninh khoảng 5 km về hướng Tây Bắc, Long Điền Sơn được người dân Tây Ninh biết đến như một khu du lịch mới, mang sắc thái của một vùng bán sơn địa, có phong cảnh hùng vĩ do thiên nhiên tạo ra, kết hợp với trí tưởng tượng phong phú và bàn tay khéo léo của con người mà tạo nên. Đoàn chúng ta đang đi qua địa phận tỉnh Bình Dương.
thành phố mới Bình Dương sẽ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của toàn tỉnh. Một trung tâm đô thị hiện đại, năng động, bền vững, với đầy đủ các loại hình phát triển phục vụ trên 1 triệu người. Với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hệ thống giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm, thành phố mới được kết nối dễ dàng với các tỉnh thành lân cận. Khách sạn, trung tâm hội nghị và trung tâm triển lãm quốc tế nằm dọc theo đại lộ trung tâm, tạo ra nhiều không gian ở, gặp gỡ, giao lưu. Chuỗi các cửa hàng, lối đi có mái che và phố ăn uống ngoài trời tạo nên một khu vực mua sắm bộ hành hấp dẫn. Điểm nhấn của các hoạt động cộng đồng là trung tâm văn hóa, nơi tổ chức các chương trình biểu diễn trong nhà hay các sự kiện ngoài trời trên toàn quy mô quảng trường. Tuyến phố mua sắm kết nối quảng trường văn hóa với trung tâm hành chánh bởi các lối đi ngầm tách biệt người đi bộ với phương tiện giao thông. Ga tàu điện ngầm được đặt ở vị trí trung tâm với khoảng cách đi bộ hợp lý tới toàn bộ các khu chức năng quan trọng của thành phố. Mô hình trung tâm chính trị hành chánh tập trung là nét mới trong việc cải cách quản lý hành chánh của chính quyền tỉnh Bình Dương nhằm phục vụ hiệu quả hơn cho người dân. Toàn bộ khu hành chánh văn hóa được quy hoạch tạo nên một tổng thể đô thị đặc biệt đa dạng về không gian công cộng nhằm khuyến khích các hoạt động giao lưu cộng đồng. Được quy hoạch để trở thành một thành phố xanh, hình ảnh mà ta cảm nhận được sẽ là những không gian trẻ trung, đầy sức sống. Đó là cảnh quan hồ nước, công viên, các lối đi bộ, đi dạo, dọc theo những hàng cây, các khuôn viên xanh lớn nhỏ được kết nối nhịp nhàng, mang đến một hình ảnh thiên nhiên hài hòa và gần gũi. Đây cũng là một yếu tố quan trọng trong thiết kế phát triển bền vững, thành phố mới hiện đại mà lại rất gần gũi với thiên nhiên. Với một vị trí chiến lược cận kề trung tâm hành chánh tập trung, quần thể công trình thương mại tài chánh văn phòng tiêu chuẩn A sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của các doanh nghiệp từ trong nước cho đến các tập đoàn đa quốc gia danh tiếng. Giáo dục đào tạo với đẳng cấp quốc tế là một sự đầu tư tri thức cho tương lai. Thành phố mới được biết đến bởi trường Đại học Kỹ thuật Quốc tế. Bên cạnh đó, nhu cầu rèn luyện, nâng cao thể chất của người dân cũng được quan tâm đúng mực thông qua việc xây dựng một trung tâm thể dục thể thao với quy mô lớn. Phía nam thành phố là khu vui chơi giải trí, gồm có hai sân golf, trường đua ngựa với sức chứa hàng chục ngàn người cùng các dịch vụ giải trí khác. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế ngay bên cạnh sẽ phục vụ mọi nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Thành phố mới Bình Dương, một thành phố thân thiện, điểm đến cho tất cả. Một tỉnh ở Đông Nam Bộ Việt Nam, phía Tây và Tây Bắc giáp với Vương quốc Campuchia, phía Đông giáp với tỉnh Bình Dương và Bình Phước, phía Nam giáp thành phố Sài Gòn và tỉnh Long An. Tây Ninh ngày nay đã có nhiều đổi thay về quy hoạch và diện mạo kiến trúc đô thị. Nhiều đường phố được mở mang lộ giới, giao thông đi lại thuận lợi. Tây Ninh là một trong các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm ở phía Nam, có đường xuyên Á đi qua, nối liền với thành phố Sài Gòn và Campuchia thông qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.
với những địa thế thuận lợi như vậy đã mở ra cho Tây Ninh cơ hội và nhiều tiềm năng về mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế thương mại. Chàng bàng
Tây Ninh là một tỉnh ở Đông Nam Bộ Việt Nam, phía Tây và Tây Bắc giáp với Vương quốc Campuchia, phía Đông giáp với tỉnh Bình Dương và Bình Phước, phía Nam giáp thành phố Sài Gòn và tỉnh Long An. Tây Ninh ngày nay đã có nhiều đổi thay về quy hoạch và diện mạo kiến trúc đô thị. Nhiều đường phố được mở mang lộ giới, giao thông đi lại thuận lợi. Tây Ninh là một trong các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm ở phía Nam, có đường xuyên Á đi qua, nối liền với thành phố Sài Gòn và Campuchia thông qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Với những địa thế thuận lợi như vậy đã mở ra cho Tây Ninh cơ hội và nhiều tiềm năng về mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế thương mại. Tây Ninh là vùng đất không chỉ nổi tiếng qua những vị ngon của những đặc sản như muối Tây Ninh, bánh canh Trảng Bàng hay vị đậm đà của bánh tráng phơi xương cuốn thịt luộc, mà còn là nơi gặp nhau của non xanh nước biếc. Thiên nhiên nơi đây tuy có phần làm cho những vị khách phương xa còn ngại vì cái nóng hắt hiu giữa ban trưa, nhưng đó chỉ là những cảm nhận thoáng qua khi có nhiều điều thú vị hơn để khám phá. Những nét đẹp bình dị đôi khi tồn tại trong cuộc sống bươn chải hàng ngày của người dân nơi đây, hay có thể nằm lẫn khuất đâu trong những dặng chuối ven sườn núi cao. Qua ống kính của những con người yêu quê hương, Tây Ninh đã hiện ra với nét đẹp đến kỳ lạ khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng. Đây là một chuyến đi đầy ý nghĩa, không chỉ về tinh thần mà còn là một chuyến đi đầy thiết thực dành cho thành viên trong đoàn để trau dồi thêm kiến thức về quê hương, đất nước và các kỹ năng đời sống hàng ngày. Chuyến hành trình gồm 25 quý thành viên đi qua 25 tỉnh thành trong cả nước cùng với các địa điểm văn hóa, di tích lịch sử và những danh lam thắng cảnh để để lại những phút giây khó quên trong lòng mỗi thành viên trong đoàn. Không chỉ là một chuyến đi đơn thuần, hành trình xuyên Việt của chúng tôi đã đưa những thành viên trong đoàn đến với những linh tích tâm linh như đền Quan Hoàng Mười, tháp Bà Pagoda, khua đá đen, nghĩa trang Đắc Tô, thành cổ Quảng Trị với những nét văn hóa truyền thống xa xưa của các cộng đồng dân tộc Tây Nguyên. Đây bên hông mà cứ đi đi thì toàn sáng 15 phút thôi. Đồng bào Trung, Nam Bộ đã được giới thiệu đến các thành viên trong đoàn. Những phong tục thờ cúng, những nét đẹp trong việc cầu mong một năm mới bình an và tốt đẹp hơn của văn hóa Việt đã được mô tả một cách trực quan và sinh động nhất. Điều đó đã làm cho những thành viên trong chuyến đi đặc biệt là những người cao tuổi như cụ Gái, cụ Mão, cụ Loan và những người trẻ tuổi như cháu Nhung, cháu Thắng. Trong đoàn còn có những người đã từng là thanh niên xung phong như bà Lam, thượng tá Đặng Quốc Quân, đều được biết thêm những kiến thức vô cùng mới mẻ và trau dồi thêm những điểm đặc biệt đầy lạ lẫm trong truyền thống của dân tộc ta. Không chỉ dừng lại ở đó, chuyến đi trải qua 25 tỉnh thành, trải dọc chiều dài đất nước là một dịp không thể tốt hơn để các quý thành viên tiếp xúc với những nét văn hóa vùng miền và sự khác biệt đầy màu sắc từ những người dân Bắc, Trung, Nam. Nhiều điểm khác biệt hơn đơn thuần nhất trong cuộc sống hàng ngày như từ ngữ, cách ăn uống, cách nói chuyện đã tạo nên một thế giới đầy mới mẻ và thú vị cho thành viên trong đoàn. Qua những điều ấy, các quý thành viên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đôi khi là sự ngạc nhiên đầy tiếng cười, và chỉ trong giải đất hình chữ S bé nhỏ này thôi đã có biết bao nhiêu điều lạ lẫm mà chưa bao giờ được nghe, được thấy, được biết đối với cuộc sống của mỗi thành viên trong chuyến hành hương. Đất nước, hai từ ngắn gọn nhưng đầy thiêng liêng, luôn khắc ghi trong lòng mỗi người con Việt Nam. Nhưng có mấy ai trong chúng ta có cơ hội được đi dọc chiều dài đất nước để ngắm nhìn những quang cảnh hùng vĩ, nên thơ của tổ quốc mình. Chuyến hành trình xuyên Việt này đã đưa tất cả các thành viên đi qua những khung cảnh tuyệt vời
từ sự huyền ảo của cảnh sắc Đà Lạt chìm trong sương mờ, đến màu sắc cổ kính của cố đô Huế, rồi lại chợt ngỡ ngàng trước sự kỳ vĩ không gì tả được của thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh, và bỗng say lòng trước sự lãng mạn của Đà Nẵng như bước ra từ trong những áng văn chương tuyệt diệu. Cũng không thể không nhắc đến những con người tuyệt diệu của các vùng đất mà chúng tôi đã đi qua, và còn biết bao nhiêu là khoảnh khắc tuyệt vời làm say lòng những người con lần đầu được chứng kiến quê hương ta đẹp biết bao nhiêu. Có mấy ai biết đến tổ quốc mình tươi đẹp đến nhường nào, từng khung hình như một bộ phim sống động về một thế giới mà tưởng như chỉ được nhìn thấy trên tivi, mà lúc trước chúng ta thường mơ một lần được đặt chân đến. Hành trình xuyên Việt, một hành trình đi để nhớ. Có bún bún không? Dạ không có. À được, cứ được báo. Quế các bạn này. Nó tư thương vị của mình đi, mời một số hàng để may nữa được đi hàng. Đây là anh nhé. Lên trên này có sản phẩm. Bật 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 bật. Lần giờ thì con em gái hay là nó dẫn lên sau đó nhập đất. Như vậy là mẹ. Ai đã một lần về thăm Tây Ninh đều biết Tây Ninh xưa nổi tiếng với những cánh đồng lúa bạc ngàn, nhiều địa danh và thắng cảnh du lịch say đắm lòng người như núi Bà Đen, lòng hồ Dầu Tiếng, tòa thánh Cao Đài. Tây Ninh, những vườn cao su xanh ngát, vườn cây ăn trái bốn mùa xung xuê, đặc trưng của miền Đông Nam Bộ sung túc và trù phú, bên dòng sông Dàm Cỏ Đông nồng nàn phù sa. Người Tây Ninh rất mến khách, thân thiện ấm áp tình người. Cũng chính những con người Tây Ninh đó đã làm ra rất nhiều món ngon đặc sản một vùng miền: bánh tráng phơi sương, muối ớt tôm đặc sản, bánh canh trả bàn mà chỉ có ở Tây Ninh. Bốn đây, còn bốn nữa. Qua em và em cùng đi chơi, giao đi. À, chỉ có ở Tây Ninh ta mới cảm nhận được cái vị ngon của nó. Một khi đã ăn rồi thì khó lòng mà quên được. Ai về Tây Ninh, vùng đất quê tôi, tòa thánh Tây Ninh hoành tráng huy hoàng. Có núi Bà Đen uy linh ngự trấn, có Dàm Cỏ Đông bàn bạc vô vàn. Tây Ninh là một tỉnh ở Đông Nam Bộ Việt Nam, phía Tây và Tây Bắc giáp với Vương quốc Campuchia, phía Đông giáp với tỉnh Bình Dương và Bình Phước, phía Nam giáp thành phố Sài Gòn và tỉnh Long An. Tây Ninh ngày nay đã có nhiều đổi thay về quy hoạch và diện mạo kiến trúc đô thị. Nhiều đường phố được mở mang lộ giới, giao thông đi lại thuận lợi. Tây Ninh là một trong các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm ở phía Nam, có đường xuyên Á đi qua, nối liền với thành phố Sài Gòn và Campuchia thông qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Với những địa thế thuận lợi như vậy đã mở ra cho Tây Ninh cơ hội và nhiều tiềm năng về mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế thương mại. Các công trình kiến trúc hai bên được xây dựng có quy củ, đẹp. Một số khu đô thị mới hình thành
với các cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ, một số khu phố thương mại, dịch vụ buôn bán sầm uất. Cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng, việc xây dựng một khu du lịch văn hóa để phục vụ đời sống tinh thần của người dân trở thành một việc thiết yếu, phù hợp với chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ đây, dự án xây dựng khu du lịch Long Điền Sơn thành hiện thực, các hạng mục công trình lần lượt được xây dựng. Nằm cách trung tâm thị xã Tây Ninh khoảng 5 km về hướng Tây Bắc, Long Điền Sơn được người dân Tây Ninh biết đến như một khu du lịch mới, mang sắc thái của một vùng bán sơn địa, có phong cảnh hùng vĩ do thiên nhiên tạo ra, kết hợp với trí tưởng tượng phong phú và bàn tay khéo léo của con người mà tạo nên. Chào đón quý khách ngay cổng ra vào là một khung cảnh trang nghiêm với thập nhị địa chỉ 12 con giáp rất quen thuộc, đứng uy nghi, hòa quyện với những tán cây xanh chạy dài hun hút. Tây Ninh hôm nay, xét góc độ thông thường thì sự đổi mới thấy ngay trước mắt qua từng ngày một. Đường phố đẹp hơn, nhà cửa rộng rãi, khang trang hơn, điện sáng lung linh trong từng xóm nhỏ. Thấy lớp lớp cháu con cắp sách đến trường, thấy đồng ruộng thóc lúa nhiều hơn, đậu phộng cũng nhiều hơn và bốn mùa cây trái xanh tươi. Nhiều nhà máy, xí nghiệp cũng bắt đầu mọc lên, che kín những vùng phèn mặn hoang quá xưa kia. Những cánh đồng bát ngát được quy hoạch theo từng khu luôn xanh ngát một màu đo ấm. Những sản phẩm đường, cao su, tinh bột khoai mì thành phẩm của Tây Ninh tham gia thị trường trong nước, quốc tế và ngày càng nâng cao uy tín hơn. Những cái kể ra trên đây ta vẫn trông thấy mỗi ngày. Nhưng có cái không thể thấy nhưng lại mang yếu tố quyết định đến mọi thắng lợi của đổi mới. Đó là sự đổi mới tư duy của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh. Để tạo ra sự đổi mới trong nhân dân, nó trừu tượng nhưng có thực, nó vô hình nhưng lại rất cụ thể. Bởi hôm nay, người dân Tây Ninh đã thực sự làm chủ mình, làm chủ xã hội. Có làm chủ mới có những ngày lao động sáng tạo, lao động hết mình vì cuộc sống của mỗi người. Mới có sự phát huy hết nội lực, mới có sự cống hiến của từng người, từng thành phần kinh tế, tạo cho Tây Ninh một gương mặt mới như hôm nay. Thật là thiếu sót nếu không nhắc tới các khu kinh tế mới, khu công nghiệp đã và đang hình thành ở Tây Ninh. Đó là khu công nghiệp Trảng Bàng và khu kinh tế cửa khẩu Một Bài, huyện Bến Cầu. Đó là một phần đất còn mới mẻ, nguyên khai, chờ đợi những tiềm năng của tất cả các thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước. Hàng chục nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đã có mặt ở hai khu kinh tế mới này, đã nói lên sự hấp dẫn của Tây Ninh với các nhà doanh nghiệp. Rồi đến khu kinh tế cửa khẩu Sa Mát đang trong giai đoạn mời gọi đầu tư, khu công nghiệp công nghệ cao Chà Là ở huyện Dương Minh Châu, khu công nghiệp dịch vụ đô thị Bộ Bông An Hòa với dáng dấp của một khu công nghiệp sinh thái quy mô, mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư và khách du lịch khi đến Tây Ninh, khu liên hợp công nghiệp Phước Đông Bời Lợi đang được triển khai xây dựng hạ tầng. Các nhà doanh nghiệp đã mang đến đây những phương tiện kỹ thuật, những trang thiết bị tiên tiến để tạo ra những sản phẩm mới, có khi bằng chính nguyên liệu sẵn có trên vùng đất Tây Ninh này. Nay mai sẽ còn thêm những khu công nghiệp mới nữa trên đất Tây Ninh, sẽ tạo ra những khu thương mại, khu chế xuất rộng lớn hơn, sẽ tạo ra cho Tây Ninh thêm nhiều nét mới hơn nữa của tiềm năng phát triển. Tổ quốc ơi, ta yêu người mãi mãi, từ trận thắng hôm nay xây lại bằng người, từ trận thắng hôm nay ta xây lại đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cùng với cả nước, nhiều vùng đất ở Tây Ninh đã trở thành huyền thoại đi vào lịch sử cách mạng dân tộc, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tây Ninh là một tỉnh nơi Đông Nam Bộ Việt Nam, phía Tây và Tây Bắc giáp với Vương quốc Campuchia, phía Đông giáp với tỉnh Bình Dương và Bình Phước, phía Nam giáp thành phố Sài Gòn và tỉnh Long An. Tây Ninh ngày nay đã có nhiều đổi thay về quy hoạch và diện mạo kiến trúc đô thị. Nhiều đường phố được mở mang lộ giới, giao thông đi lại thuận lợi. Tây Ninh là một trong các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm ở phía Nam, có đường xuyên Á đi qua, nối liền với thành phố Sài Gòn và Campuchia thông qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Với những địa thế thuận lợi như vậy đã mở ra cho Tây Ninh cơ hội và nhiều tiềm năng về mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế thương mại. Dĩ tan tàu giặc như dình quê hương, dĩ tan tàu giặc như dình quê hương. Giặc có đông đây, ta quyết giữ từng chi xuống tấm lưới Tây dân. Về Tây Ninh, vùng đất quê tôi, tòa thánh Tây Ninh hoành tráng huy hoàng, có núi Bà Đen uy linh ngự trấn, có vàm cỏ đông bàn bạc vô vàng.